Câu lạc bộ Hà Nội sẽ sử dụng 6 ngoại binh thi đấu tại đấu trường AFC Champions League. Đó là Joel Tague, Damien Letalek, Branson Wilson, Marcel Silva, Milan Zeptovic và Kion. 6 cầu thủ này được định giá lên tới gần 3 triệu euro, tức bằng gần một nửa giá trị đội hình của đội bóng này. Joel Tague có giá trị chuyển nhượng cao nhất, tiền đạo người Brazil gốc Cameroon này được Transfer Market định giá lên tới 750.000 euro. Tague sở hữu chiều cao 1m78 và trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ Irati của Brazil. Cầu thủ thứ hai đó là Damien Letalek, một cầu thủ người Pháp, sở hữu một bản lý lịch nổi bật nhất trong số 7 ngoại binh khoác áo câu lạc bộ Hà Nội và được chuyên trang chuyển nhượng Transfer Market định giá 600.000 euro. Cầu thủ sinh năm 1990 từng thi đấu cho các đội U17, U18 và U19 Pháp và trước đây từng khoác áo câu lạc bộ Borussia Dortmund của Đức. Xếp thứ 3 về giá trị chuyển nhượng trong số 6 ngoại binh của câu lạc bộ Hà Nội là Milan Zeptovic, tiền đạo cánh 30 tuổi người Serbia được Transfer Market định giá 400.000 euro. Tiếp theo là tiền đạo người Brazil Kion, mới được câu lạc bộ Hà Nội bổ sung vào đội hình trong mùa hè thay thế cho Lucao, và anh lập tức sắm vai người hùng của đội bóng chủ sân hàng đẫy nhờ kinh nghiệm thi đấu dày dạn. Cột mốc đáng nhớ nhất của cầu thủ 32 tuổi này có lẽ chính là việc lập hat-trick giúp câu lạc bộ Hà Nội đánh bại Topland Bình Định 4-2. Kion được Transfer Market định giá 325.000 euro. Tiếp theo đó là Marcel Silva, người gia nhập câu lạc bộ Hà Nội hồi tháng 2, xếp ở vị trí thứ 5 khi được định giá 300.000 euro. Marcel Silva sinh năm 1991 là một cầu thủ tiền vệ người Brazil. Trong khi đó, Milan Muzev, ngoại binh người Kyrgyzstan, gia nhập câu lạc bộ Hà Nội hồi tháng 7 vừa qua, được Transfer Market định giá 175.000 euro. Nhưng cầu thủ này mới bị câu lạc bộ Hà Nội chấm dứt hợp đồng. Xếp ở vị trí cuối cùng là tân binh Brandon Wilson. Đây là cầu thủ người Australia và sẽ thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội ở AFC Champions League theo suất ngoại binh châu Á. Wilson được Transfer Market định giá 150.000 euro. Có thể nói với dàn ngoại binh cực kỳ chất lượng và dàn tuyển thủ quốc gia trong đội hình, câu lạc bộ Hà Nội đang đặt tham vọng rất lớn tại đấu trường AFC Champions League mùa giải năm nay, có thể là vượt qua vòng đấu bảng hoặc tiến xa hơn. Bắt đầu sẽ bằng trận gặp câu lạc bộ Pohang Steelers trên sân vận động Mỹ Đình.